này Wildlife Resort Quy Nhơn. Đang làm ruộng muối ạ. Oh, đi ra nổi đó. Cầu Tam Giang, thị trấn Sông Cầu, km 1280, thị xã Sông Cầu. Ô, Tân Phát kêu quý. Tam Giang. Qua cái vịnh đó rồi chạy vòng vô cái cảng trong đó rồi đi về thẳng về Tuy Hòa luôn. Đây đẹp không? Vịnh đẹp lắm. Cầu Ngân Sơn, km 1300, chuẩn bị vô thị trấn Chí Thạch, vừa qua dốc xoài Gành Đỏ. Khi vô Chí Thạch